số những công thức DIY để tẩy tế bào chết cho cơ thể. Cũng là những công thức mà mình đã được học ở trong cuốn sách Ốc đảo Hồng Hương. Đây là những công thức rất dễ làm và vô cùng thuận lợi cho những ngày bận rộn cuối năm này. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé! Hãy bắt đầu bằng công thức trà xanh Nhật Bản và đường trắng. Công thức này sẽ giúp các bạn có một làn da trắng. Và các bạn biết không, trà xanh thì không chỉ thơm ngon mà còn là một chất chống oxy hóa vô cùng tốt. Cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: 200g đường trắng, 100g bột trà xanh, 50g dầu dừa hoặc dầu hạnh nhân. Cách làm rất đơn giản, chỉ cần trộn đều tất cả nguyên liệu lại với nhau rồi cho vào lọ chứa. Ta-da, thế là đã hoàn thành rồi. Nên bảo quản ở nơi khô ráo và có thể sử dụng một lần. Công thức thứ hai dành cho những nàng thích uống cà phê thì chỉ cần bã cà phê và muối. Các nàng chỉ cần 50g bã cà phê và 100g muối biển với tỷ lệ trộn đều với nhau là xong. Cho vào lọ đựng và bảo quản ở nơi khô ráo nhé. Hỗn hợp này sẽ giúp làn da của bạn mịn màng hơn hẳn ngay từ lần đầu. Hỗn hợp nước lựu và muối sẽ giúp cho chúng ta có một làn da trắng và mịn. Các bạn biết không, lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa gấp 3 lần trà xanh đó. Cần có 30ml nước trái lựu, 200g muối tinh, 50g dầu dừa, 5-10 giọt tinh dầu bạc hà. Trước hết chia muối thành hai phần, một phần trộn đều với hỗn hợp nước lựu và dầu dừa, phần còn lại trộn hỗn hợp tinh dầu bạc hà và dầu dừa. Tinh dầu bạc hà sẽ tạo cảm giác mát lạnh, nước trái lựu sẽ giúp cho da hồng hào rạng rỡ. Nhớ sử dụng hỗn hợp này đều đặn trong ít nhất 4 tuần thì sẽ thấy lộ. 3 công thức DIY để tẩy tế bào chết cho body này vô cùng đơn giản đúng không nào? Trong cuốn sách Ốc đảo Hồng Hương này thì có rất nhiều những công thức khác nữa. Và đừng quên là Happy Skin và Emmy sẽ dành tặng 10 cuốn sách Ốc đảo Hồng Hương của chị Huỳnh Hải Yến cho 10 bạn may mắn.